Tao bị cắm sừng rồi. Sao mày biết? Em nhớ rồi mà. Có thằng nào gọi tới á, ra cười cười nói trời, nhìn đúng bức chế luôn á. Không lẽ bà Trúc Anh cũng có người mới sao? Dạ. Nè rồi còn nữa, hẹn nhau ra cái địa chỉ là 76 Sư Vạn Hạnh, ok. Trời đất ơi, hình như Sư Vạn Hạnh là thiên đường dành cho các cặp đôi đó. Đây là số điện thoại của tôi, thì gọi tôi nha. Ừ. Lại gần này nó nghe em, nhớ lớp trường ơi.